Những điều kỳ lạ thường xuyên xảy ra trong quá trình quay phim Tế Công. Tại sao Du Bổn Xương lại chọn chuyển sang Phật giáo sau khi trở nên nổi tiếng? Du Bổn Xương được xem là đóa hoa nở muộn của điện ảnh Trung Quốc. Ở tuổi 52, ông đã trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm. Tuy nhiên đến cuối đời, ông đã lựa chọn từ bỏ vinh hoa phú quý, xuống tóc quy y Phật giáo, chỉ vì ông đã gặp được 3 điều kỳ lạ trong khi quay phim Tế Công, bộ phim làm nên tên tuổi của ông. Rốt cuộc, những sự việc gì đã xảy ra làm thay đổi nhận thức và cuộc đời của diễn viên nổi tiếng này, khiến ông có thể từ bỏ hào quang mà bước vào cửa Phật? Du Bổn Xương và hành trình vào Tế Công hoạt Phật. Chắc hẳn sẽ có nhiều người biết đến tên gọi Tế Công thông qua những câu chuyện trong dân gian hay trên phim ảnh. Thế nhưng không phải ai cũng biết đây là vị thánh nào và sự xuất hiện của ngài ra sao. Tế Công có tên đầy đủ là Tế Công hoạt Phật, hay còn được gọi bằng tên gọi khác đó là Tế Điên. Đây là một nhân vật đã được lưu truyền từ nhiều đời trong dân gian thông qua hình thức truyền miệng. Hình ảnh của ngài là một ông hòa thượng chuyên đội mũ lệch, mắt lúc nào cũng láo liêng, tay cầm theo một chiếc quạt sách. Tính tình của ông thì rất hào phóng và thích uống rượu, thích ăn thịt chó. Chính vì vậy, người đời mới gọi ông là Tế Điên. Tuy nhiên, ông lại là một người rất tỉnh, có tấm lòng từ bi và rất thích giúp đỡ người khác. Ông chuyên cứu khốn phò nguy và đã trở thành một hình mẫu giữa thời kỳ loạn lạc, khi mà các rối ren xuất phát từ những lòng tham và đã đến cướp của dân chúng cả ngày lẫn đêm. Hình ảnh của Tế Công luôn muốn nói lên được ước muốn có thể tránh ác làm lành. Vì thế, ông luôn được người đời coi trọng, tôn kính như những bậc chân tu. Nói về diễn viên Du Bổn Xương, ông rất yêu thích nghệ thuật và có năng khiếu diễn xuất từ khi còn nhỏ. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông đã tham gia đoàn hát Nam Kinh để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm. Năm 1952, ông xuất sắc thi đỗ vào Học viện Sân khấu Thượng Hải chuyên ngành diễn xuất. Sau khi tốt nghiệp, ông được phân vào công ty nhà hát quốc gia Trung Quốc. Trong suốt thời gian theo đuổi con đường nghệ thuật, ông tham gia vào rất nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình, nhưng chưa ghi được dấu ấn nổi bật trong lòng khán giả. Ngay cả một số tiền bối trong nghề cũng cảm thấy tiếc cho tài năng này, cố gắng tạo cho ông nhiều cơ hội nhưng cũng không hiệu quả. Tuy nhiên, Du Bổn Xương vẫn kiên trì không bỏ cuộc, vì ông ấy rất yêu thích diễn xuất và xem nó như một niềm vui trong cuộc sống. Ông vẫn thường xuyên đến nhóm kịch để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, cuối cùng một cơ hội đã đến với ông. Vào năm 1984, ông đã được bước lên sân khấu gala lễ hội mùa xuân bằng chính năng lực của mình. Dù vở kịch câm chỉ trình diễn chưa đầy 3 phút, nhưng biểu hiện xuất sắc của ông đã lọt vào mắt của đạo diễn Tôn Thụ Bồi, đạo diễn nổi tiếng của bộ phim Hoàn Châu Cách Cách. Khi đó, vị đạo diễn này đang chuẩn bị quay một bộ phim truyền hình về Tế Công hoạt Phật. Ông cho biết, vai diễn Tế Công đòi hỏi sự lựa chọn diễn viên khá gắt gao để có thể giống được phiên bản trong sách mô tả. Không được quá trẻ, cũng không quá đẹp trai. Sau khi nhìn màn trình diễn sống động của Du Bổn Xương, vị đạo diễn tài ba này đã thấy ông hoàn toàn hợp với vai diễn trong phim của mình. Vì vậy, sau buổi diễn, đạo diễn Tôn Thụ Bồi đã đến hậu trường để tìm ông ấy và mời ông ấy đóng chính trong bộ phim sắp ra mắt của mình. Bản thân Du Bổn Xương cũng không ngờ rằng, ở tuổi 50, mình vẫn còn được đánh giá cao để vào vai nam chính, nên ông sẵn sàng đồng ý với lời đề nghị này. Năm 1985, bộ phim bắt đầu khởi quay. Để phấn đấu hoàn thành tốt vai diễn này, Du Bổn Xương thường xem lại video sau khi quay xong và đối chiếu lại với kịch bản. Có lần nhiệt độ ngoài trời lên đến 39 độ, lại phải diễn phân đoạn ăn đùi gà. Sau khi cho vào miệng, ông đã cảm thấy nó bốc mùi ôi. Nhưng để cảnh quay được hoàn thành nhanh chóng, ông đành phải cho miếng thịt hưu ấy vào miệng và diễn cảnh ăn ngon lành. Du Bổn Xương giống như được sinh ra để diễn vai Tế Công, phù hợp từ tính cách cho đến ngoại hình. Vai diễn của ông được xem là hình tượng Tế Công kinh điển của điện ảnh bởi sự hóa thân xuất sắc đến từng chi tiết. Chẳng bao lâu, bộ phim này đã trở nên nổi tiếng khắp cả nước. Tên tuổi của Du Bổn Xương bắt đầu được rất nhiều người biết đến. Tuy nhiên, sau vai diễn để đời này, ông lại đột ngột rút lui khỏi làng điện ảnh, chọn quy y cửa Phật. Nhiều lời đồn đoán về những sự kiện ly kỳ đã diễn ra trong quá trình quay phim. Điều gì đã xảy ra làm ông có quyết định khiến nhiều người tiếc nuối như vậy? Đây có phải gọi là Phật duyên? Những điều kỳ lạ xảy ra với Du Bổn Xương khi quay Tế Công. Nếu từng xem phim, các bạn có thể thấy một cảnh Tế Công đi trên một đoạn đường trong núi. Vì muốn làm nổi bật tính cách của nhân vật nên sẽ có thêm phân đoạn Tế Công đùa giỡn với bướm. Nhưng vào thời điểm đó, các hiệu ứng đặc biệt chưa thể thực hiện được. Ban đầu, đạo diễn Tôn Thụ Bồi chỉ định thử cảnh quay này, nếu không làm được thì có thể chuyển qua cảnh khác. Nhưng bất ngờ rằng, đột nhiên có một con bướm trắng bay xung quanh Du Bổn Xương như đang nhảy múa. Ông giơ chiếc quạt đuôi phụng trên tay ra hiệu, kết quả là con bướm trắng như hiểu được tiếng người, bay đến đậu lên quạt. Đến khi ông nhẹ nhàng nói, "Chúng ta hãy đi thôi," thì con bướm mới nhẹ nhàng bay đi.
những người có mặt tại đây đều rất ngạc nhiên về điều kỳ diệu khó giải thích này. Trong một phân cảnh khác, khi ông đang quay trận chiến với đạo sĩ áo đen, vì muốn thể hiện pháp thuật của tế công, nên đạo diễn muốn để nhân vật Chu Thần bị gió cuốn đi. Nhưng sau khi xem dự báo thời tiết, mọi người thấy rằng trong gần một tuần tới, bầu trời quang đãng, không có gió mạnh, chỉ có thể xài đến quạt gió để làm hiệu ứng. Tuy nhiên, đoàn phim đã thử nhiều lần vẫn không làm được tác động như gió tự nhiên. Trong khi mọi người cố gắng tìm cách, có một nhân viên đã nói đùa rằng tế công đã đến, sao gió còn không về. Sau khi nghe câu nói này, Du Bổn Sương bắt đầu niệm chú, sau đó còn vẫy vẫy chiếc quạt gãy. Không ngờ chẳng bao lâu, mặt trời dần bị mây đen che khuất, những cơn gió lớn bắt đầu thổi ngược những cây cối xung quanh. Đạo diễn nhìn thấy cảnh này liền mừng rỡ gọi mọi người gấp rút chuẩn bị đạo cụ. Và đương nhiên, cảnh quay lần này lại tiếp tục thành công tốt đẹp. Trong một cảnh khác, cần quay trong một cơn mưa lớn, nhưng hậu trường lại không thể chuẩn bị ngay lập tức. Cũng không thể tạo cảnh giống như một cơn mưa thật bằng các thiết bị chuyên nghiệp, chỉ có thể đợi đến ngày mưa. Sau khi xem dự báo thời tiết rằng ngày đó sẽ có một cơn mưa lớn, đoàn phim đã chuẩn bị cẩn thận, thuê sẵn thiết bị. Nhưng kết quả là sau một cơn mưa phùn thì trời tạnh hẳn. Mọi người chỉ có thể ngồi chờ đợi vì sợ bỏ lỡ khoảng thời gian đẹp nhất. Vài người trong đoàn vội vàng đến thắp hương lễ Phật, nhưng tiết trời vẫn không thay đổi. Lúc này, có người nghĩ về những chuyện kỳ lạ xảy ra vừa qua, nên đã nhờ Du Bổn Sương nói một câu dự đoán thời tiết để có thể bắt đầu quay càng sớm càng tốt. Ông lập tức chắp tay vái lạy, cầu mong Đức Phật cho mình một cơn mưa. Tuy nhiên sau đó vẫn không thấy chuyển biến, mọi người lại bắt đầu buồn bã. Lúc này, Du Bổn Sương nói rằng, đừng vội, sẽ có mưa thôi, và rủ họ cùng đi ăn. Bỗng dưng, bầu trời trở nên u ám, sau đó một cơn mưa to như chút nước đổ xuống và cảnh quay đã diễn ra suôn sẻ. Cả đoàn đều rất mừng, riêng Du Bổn Sương không nghĩ rằng ông ấy thực sự có thể làm điều đó. Đây chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng trở lại mưa liên tục 3 đến 4 ngày không ngớt, khiến một vấn đề nan giải khác lại phát sinh. Đường xuống núi vốn đã lầy lội và khó khăn, nên đoàn phim không thể di chuyển. Nếu rời đi lúc này, khả năng trượt chân rơi xuống đồi là rất cao. Lúc này Du Bổn Sương muốn biết thực tế thời tiết thay đổi có liên quan đến những lời cầu nguyện của mình hay không. Nên ông đã tìm một chỗ vắng vẻ, nhắm mắt lại và chắp tay cầu nguyện trời Phật cho mưa thuận gió hòa để việc quay phim có thể diễn ra thuận lợi. Sau lời cầu nguyện, mưa to nặng hạt dần tạnh hẳn, thậm chí có một vài tia nắng xuyên qua đám mây, báo hiệu thời tiết trong lành rực rỡ. Khi biết được điều này, mọi người đều cảm thấy không khỏi kinh ngạc. Có người còn buột miệng nói rằng ông thật sự là tế công tái sinh, nhưng Du Bổn Sương chỉ cười mà không nói. Tuy nhiên lúc này, trong lòng ông đã dần tin vào sự linh thiêng của Đức Phật. Sau khi bộ phim kết thúc và nhận được sự đón nhận từ khán giả, Du Bổn Sương đã không nếm trải hào quang như một số người mà đi theo tiếng gọi của trái tim mình. Ông nghĩ rằng mình thực sự có duyên với Phật. 30 năm vất vả trong nghề, cuối cùng cũng được Đức Phật phù hộ có một vai diễn để đời vô cùng mãn nguyện. Vậy nên, Du Bổn Sương đã quyết định xuất gia và trở thành một nhà sư. Đến hiện tại, khi đã gần 90 tuổi, cơ thể ông vẫn minh mẫn khỏe mạnh và hài hước như ngày nào. Vai diễn tế công gần như đã theo ông cho đến tận bây giờ. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy rằng, nếu người chỉ giơ tay hoặc niệm Nam Mô Phật đều sẽ thành Phật đạo. Hạt giống Phật Pháp một khi đã gieo vào tâm thức rồi thì không mất, mà chỉ chờ hội đủ nhân duyên sẽ nảy mầm và đâm bông kết trái. Du Bổn Sương có lẽ chính là một trong số những trường hợp như vậy. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.